Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng t 2 w xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với series về Gateway Rugi. Hôm nay, kỹ thuật t 2 w xin hướng dẫn các bạn cách cấu hình cổng quan trên Gateway của Rugi. Mô hình này sẽ phù hợp cho hộ kinh doanh, quán cà phê, quán ăn công ty, quy mô từ vài chục đến vài trăm người sử dụng, tùy thuộc vào thiết bị Gateway mình lựa chọn. Bây giờ mình xin tiến hành bắt đầu cấu hình. Về nội dung phần cấu hình, thì mình sẽ có hai trường hợp mình sẽ cấu hình là quay PPPoE và cấu hình uh, static IP hoặc là DHCP về uh, cấu hình PPPoE uh, thì mình sẽ có hai trường hợp nhỏ là với trường hợp là có với lan tag của nhà mạng và trường hợp thứ hai là không có với lan tag của nhà mạng về uh, yêu cầu là modem của nhà mạng sẽ chuyển thành chế độ DHCP và ta sẽ tiến hành nhập user và mật khẩu của nhà mạng vào trên cái con router của Ruji. Đó là đối với trường hợp quay PPPoE. Còn trường hợp thứ hai là cấu hình DHCP thì modem của nhà mạng sẽ hoạt động ở chế độ router mode, tức là cấp IP hoạt động bình thường. Còn router của Ruji thì sẽ cấu hình là DHCP sẽ trên con router Ruji sẽ nhận được một IP do con modem của nhà mạng cấp xuống. Và trường hợp là cấu hình static IP tức là cấu hình IP tỉnh trên con router của Roji thì mình sẽ đặt uh, cái IP trên cổng WAN của router Roji sẽ cùng lớp mạng dạng với modem của nhà mạng. Bây giờ mình sẽ tiến hành uh, trường hợp đầu tiên là quay PPPoE. Uh, modem nhà mạng đã tiến hành chuyển thành uh, RDP mode và mình sẽ cắm dây WAN trên con router Roji cắm vào cái cổng LAN trên con modem nhà mạng và cổng LAN trên con router RuGee sẽ uh, kết nối đến máy tính mình để mình cấu hình. Sau khi mình đã kết nối vật lý thành công thì máy tính mình sẽ nhận được IP do con router của RuGee cấp xuống. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra lại IP. Và đây là cái IP của máy tính mình do con router RuGee cấp xuống. Và cái IP mặc định của router ROG là 192.168.110.1. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào uh, trình duyệt web. Mình sẽ nhập IP của router Ruji 192.168.110.1. Uh, tại đây mình có thể chọn được nhiều ngôn ngữ, mình sẽ chọn là tiếng lịch. Đây là giao diện sau khi mình đăng nhập thành công vào router của ROG. À, bây giờ mình sẽ tiến hành cấu hình, mình chọn vào start setup. Tại mục network name mình sẽ đặt uh, tên cho network, mình đặt là test105. À đây mình đang dùng cái con router uh, Ruci 105 để mình test nên mình đặt là test105 nha. Đây là mật khẩu để quản lý thiết bị. trường hợp đầu tiên mình sẽ tiến hành quay BBBOE không có với lên đây là cái tài khoản BBOE của mình mình nhập user mật khẩu và SSID tính chính là cái tên wifi của mình mình sẽ đặt tên wifi còn đây là chế độ bảo vệ mật khẩu mình sẽ chọn là open để cho đơn giản và mình chọn là quốc gia là Việt Nam Chọn bây giờ là cộng 7 Hồ Chí Minh Tiếp tục mình chọn là Create Network and Connect Như vậy là quá trình cấu hình quay PPPoA không có cái đã thành công Bây giờ con router Ruxy sẽ apply cấu hình và khởi động lại Sau khi router của Lucy khởi động lại thì mình sẽ nhìn thấy một giao diện hiện ra thông báo như thế này. Tức là mình sẽ đăng nhập cái tài khoản trên cloud. À khi mình đăng nhập tài khoản thành công á thì mình sẽ được chuyển cái thiết bị từ local lên cloud để quản trị. Nhưng mà bước này thì tạm thời mình sẽ bỏ qua nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là add thiết bị lên cloud ở cái bước sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập lại con router vào IP mặc định là 192.168.110.1. ở đây để kiểm tra lại các bước cấu hình của mình đã thành công hay chưa thì mình sẽ vào cái tab router mình chọn basic one một internet là mình chọn chế độ cấu hình là pppoi user là test 1 ở đây là mật khẩu đây là ip one mình đã cấu hình thành công bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra internet bằng cách là mình sẽ pin ra google Đây là máy tính mình đã pin ra Google thành công, mình sẽ tiến hành truy cập một internet, mình truy cập trang web bất kỳ. Đây mình truy cập vào trang web mình truy cập vào trang web là wifi com thì máy tính mình đã kết nối internet thành công. Như vậy mình vừa cấu hình xong trường hợp là quay BBBOI không có VLAN tag. Bây giờ trường hợp mình sẽ quay PPPoE có với tát Mình ví dụ như là Viettel thì thường dùng với Lantax 35. Còn VNPT thì thường dùng với tát là 10. Cái này thì tùy theo mỗi khu vực nha các bạn. Mình phải liên hệ với kỹ thuật nhà mạng để biết thêm thông tin. Để quay PPPoE có với tát thì ta cũng thực hiện các bước tương tự như mình vừa thực hiện xong nha các bạn. Mình sẽ tiến hành là nhập user và mật khẩu của nhà mạng. Có với LanTach, mình xài được việc theo thì sẽ dùng với tag là 35. Đây là user của nhà mạng và mật khẩu. Tại mục Advanced Setting, các bạn sẽ chọn xuống, sổ xuống. Mình sẽ enable một là 802.1Q-TAC và nhập với tag là 35. Thêm một với lên ID. Các bạn lưu ý, đối với những phiên cũ thì mình sẽ không thấy được cái mục Advanced Setting nha nên là các bạn phải up firmware mới lên khi mình up được firmware thì mới có cái mục Valentat để mình nhập vào sau khi khai báo user mật khẩu và Valentat 35 mình sẽ tiến hành sale lại sau khi mạng hội tụ xong thì cái con router Rusi của mình đã nhận được IP One. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bên trên internet. Máy tính mình đã kết nối internet thành công. Tại đây mình có một lưu ý nhỏ cho các bạn. Dù máy tính mình đã kết nối internet thành công, mình lót lại trong web. Đây một lưu ý cho mình là dù máy tính mình đã kết nối internet thành công nhưng mà trên cái biểu tượng của cạc mạng mình đó, vẫn báo là no internet đây đây là IP uh, v4 đang báo trạng thái là no internet do cái mục DNS của mình chưa cập nhật được thì mình xử lý như sau các bạn vào mục uh, router basic lan tại đây các bạn sẽ đặt uh, chỗ mục chọn mục DHCP option các bạn nhập DNS server làm trở về IP của Google là 8.8.8.8 các bạn sao lại sau khi sale thành công thì các bạn kiểm tra lại chỗ cặt mạng mình mình sẽ tắt các mạng đi mở lại cặp mạng à, bây giờ mình sẽ vào kiểm tra lại trạng thái sau khi có đủ thông tin của DNS thì máy tính mình đã báo cái nối internet thành công mình tiến hành uh, reload lại trang web. Như vậy mình uh, vừa cấu hình xong um, cách cấu hình là quay BBBOE trường hợp là có với Lantad. Bây giờ mình uh, sẽ tiến hành là qua trường hợp thứ ba đó là trường hợp cấu hình uh, DHCP trên cổng quan của router Ruzi về trường hợp mà cấu hình cổng quan trên router Ruijie thì mình xin nói lại về cái sơ đồ của mình tức là trên con modem của nhà mạng đang hoạt động bình thường đang cấp IP và trên con router Ruijie này mình sẽ tiến hành là cấu hình DHCP tức là trên con router Ruijie này sẽ nhận IP do con modem cấp xuống giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu cấu hình mình cũng vào tab router basic one và mình chọn chế độ cấu hình chỗ internet là DHCP và mình sẽ tắt với lan tab đi rồi sau đó mình chọn sale Mình sẽ tiến hành kiểm tra Internet bằng cách là binh ra Google. Và bước tiếp theo mình sẽ tiến hành là binh về gateway. Mình đã binh đến gateway thành công, binh ra Google thành công. À, bây giờ mình tiếp tục là reload lại trang web. Như vậy là máy tính mình đã kết nối Internet thành công. À, để tiếp tục thì mình xin uh, hướng dẫn các bạn là cách cấu hình static IP Thay vì uh, mình có một con router Một cái con gateway để cấp IP cho con router Rougie Bây giờ mình sẽ tiến hành là đặt IP tỉnh Mình chọn là Tại một Internet mình chọn là static IP Mình đặt IP là 60.60.60.10 Cùng giải với gateway cấp IP Đây là một subnet mask Tức mạng mình là sạc 24 nên đây là subnet mask của mình đây là IP của gateway à đây là một DNS mình sẽ khai báo là địa chỉ IP của Google à mình nhấn là sell tiếp tục mình sẽ kiểm tra bình đến gateway mình sẽ bình đến IP là 60.1 là IP của gateway Như vậy là mạng đã hội tụ thành công. Mình tiến hành binh lại. Máy tính mình đã binh thành công đến Gateway. Mà mình sẽ tiếp, tiếp tục là kiểm tra binh đến Google. Máy tính mình đã truy cập Internet thành công. Bây giờ mình cũng tiến hành là reload lại trang web. Như vậy mình vừa giới thiệu xong cho các bạn các mô hình để áp dụng cấu hình trên con router Ruijie từ quay BBOY, có với LAN tag, không với LAN tag, cấu hình DHCP, cấu hình static IP. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa thiết bị lên cloud để quản lý từ xa. Để đưa thiết bị lên cloud thì mình sẽ tiến hành truy cập vào uh, trang web cloudasnetwork.rucitynetwork.com. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì sẽ nhấn vào sign up để đăng ký tài khoản. Nếu có đã có tài khoản thì mình sẽ tiến hành đăng nhập. Đây đây mình có sẵn tài khoản mình sẽ bấm vào login. Đầu tiên các bạn sẽ tạo ra cho mình uh, network tại map, tại tab monitoring manager network. Ta chọn vào add network. Tại đây ta sẽ tiến hành đặt tên network, mình đặt tên network là test 105g. Mình chọn mô hình, tại đây mình chọn mô hình là office và mình chọn múi giờ. mình chọn bây giờ là cộng 7 Hồ Chí Minh và tiếp tục mình chọn nét tại đây chúng ta sẽ tiến hành đặt tên Wi-Fi. mình vẫn giữ mặc định là test 105G và mật khẩu là để trống mình chọn sell and net tại đây là một ad thiết bị lên cloud như là ta ad AB là Wi-Fi, switch gateway home router wireless bridge con router của mình là thuộc dòng gateway, mình sẽ nhập số seri của thiết bị. Đây là số seri của con router mình. Đây là alias là tên của thiết bị, mình đặt là 105. Đây là mật khẩu quản lý của thiết bị ở local. Mình nhập mật khẩu vào và tiếp tục chọn net Như vậy là quá trình đưa con Ruzi lên cờ lao đã thành công. Ta nhấn lô để kết thúc. Để kiểm tra lại quá trình đưa router lên cờ lao có thành công hay chưa, chúng ta sẽ tạo vào tab Monitoring Dashboard. Mình chọn Network. Network của mình tạo ra là test 105. Tại đây thì mình sẽ chọn mục là Gateway. Như vậy là thiết bị mình đã online trên cloud của Ruci. Các bạn lưu ý có thể tiến trình này diễn ra hơi lâu, tầm khoảng 3 đến 5 phút đối với một số trường hợp nên là các bạn kiên nhẫn chờ nha. Để giải thích về tính năng quản lý từ xa qua cloud mình ví dụ mình ví dụ như là mình đang quản lý thiết bị này ở xa. À, đây là cái IP mình đăng nhập tại chỗ trên local. Còn trường hợp mình ở xa. Để quản lý thiết bị từ xa thì ta sẽ nhấn vào chọn số seri của thiết bị. Sau đó các bạn chọn một e web. Thiết bị sẽ tạo một đường kết nối từ con router đến máy tính của chúng ta. Các bạn nhấn vào nút here. Đây là IP do Cloud của Russia sinh ra. Và bây giờ là giao diện thì giống như mình đang đứng ở local thì tại đây mình có thể là cấu hình được router từ xa để quản trị. Như vậy, mình vừa giới thiệu xong cho các bạn cách cấu hình thủ quan trên gateway của Roji Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo